ngày 18 tháng 6, bậc đáng kính Mat Talbot thợ xây 1856 tới 1925. Mat có thể được coi là bổn mạng những người cai nghiện rượu. Ngài sinh tại Dublin. Cha ngài phải lao động cực nhọc để nuôi gia đình. Theo học vài năm, Mat có việc làm là người đưa tin cho các thương gia buôn rượu thuốc. Rồi ngài bắt đầu uống rượu nhiều suốt 15 năm. Đến khi 30 tuổi thì ngài đã nghiện rượu nặng. Một hôm, ngài quyết định xưng tội và đi lễ hàng ngày. Trong 7 năm đầu, từ khi cương quyết bỏ rượu, thật khổ sở vì thèm rượu. Để tránh tái nghiện, ngài bắt đầu cầu nguyện nhiều, cố gắng trả nợ những người mà ngài đã vay hoặc ăn cắp tiền khi còn mê rượu. Ngài gia nhập dòng ba Francisco và bắt đầu sống đền tội nghiêm ngặt. Mỗi năm, ngài kiêng thịt 9 tháng. Mỗi đêm, ngài dùng nhiều thời gian để đọc kinh thánh và hạnh các thánh. Ngài cũng lần chuỗi mân côi nhiều. Cả đời ngài là thợ xây dựng. Dù công việc ngài làm không được nhiều tiền, nhưng ngài rất siêng năng cần mẫn. Sau năm 1923, sức khỏe ngài yếu kém nên phải nghỉ làm việc. Ngài qua đời khi đang trên đường tới nhà thờ dự lễ Chúa Ba Ngôi. Và 50 năm sau, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tôn phong ngài là bậc đáng kính.